Ngày 12 tháng 11, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu 5B phường Quang Trung. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung và đông đảo nhân dân tại địa phương. Trong không khí phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 93 năm qua và vai trò của mặt trận trong thời kỳ mới, đánh giá kết quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh năm 2023. Năm 2023, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc với sự đoàn kết của các thành viên, cán bộ, đoàn thể và các khu phố, sự nỗ lực của nhân dân, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được hưởng ứng tích cực. Khu phố đã vận động đóng góp các loại quỹ đạt trên 100%, vận động thanh niên nhập ngũ đạt 100% kế hoạch được giao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tổ dân phố đã vận động trao tặng gần 200 suất quà cho các cháu học sinh khá giỏi, thăm hỏi trao 24 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn trong các dịp lễ Tết. Đặc biệt thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố và phường Quang Trung về chung tay chỉnh trang đô thị, khu phố 5B đã vận động các hộ dân tự mua đèn LED trang trí cây xanh dịp Tết Nguyên đán với kinh phí gần 50 triệu đồng, vận động nhân dân trong các ngõ trang trí cờ dây, lắp cổng chào, market chào đón năm mới, xây dựng rãnh thoát nước, đổ bê tông chỉnh trang đường giao thông trong khu dân cư. Ngoài ra, bằng nguồn đóng góp của nhân dân trong khu, ban đại diện khu đã tiến hành mở rộng 200 mét mái tôn nhà văn hóa trị giá 60 triệu đồng, mua và lắp đặt TV LCD 86 inch tại nhà văn hóa trị giá 29 triệu đồng để phục vụ cho công tác tuyên truyền trong các cuộc họp và phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao. Thực hiện giai đoạn 1 của dự án chỉnh trang đường Lượng Xanh, ban đại diện khu đã tích cực vận động nhân dân dọc tuyến đường Lượng Xanh hiến đất vật kiến trúc để thực hiện dự án. Đến nay đã có 37 trên 39 hộ đồng thuận hiến 335 m2 trên 413,9 m2, tự nguyện tháo dỡ công trình vật kiến trúc, chặt cây xanh để dự án hoàn thành theo tiến độ. Chung vui với nhân dân địa phương, đồng chí Phạm Tuấn Đạt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã biểu dương những kết quả khu phố 5B đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới, cấp ủy chính quyền, mặt trận cùng các ban ngành đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các tổ dân phố, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong nhân dân để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ngay từ cơ sở, phấn đấu giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cảnh giác và đấu tranh với các âm mưu phá hoại, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, xoa đói giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Dịp này, khu phố 5B đã khen thưởng các gia đình tiêu biểu, đi đầu trong việc hiến đất, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án chỉnh trang phố Trần Phú và đường Lượng Xanh. Các gia đình thực hiện tốt công tác xã hội hóa chỉnh trang đô thị. Ngoài ra, 11 tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và 27 gia đình văn hóa tiêu biểu cũng được khu dân cư biểu dương khen thưởng. Ngày hội cũng chứng kiến lễ ký giao ước thi đua thực hiện các phong trào năm 2024.